Này từ ở Bình Chẩn Bình Dương đến đây nhờ đẹp xỉu Hải tìm con gái sinh 2009, thanh niên nào dắt bé này đi đâu coi chừng bị dính đến pháp luật nha. Bé này mới có đâu mới có 14 15 tuổi rồi, phải không? Bà con có lỗi chia sẻ giùm bà con, mọi người làm ơn chia sẻ giùm tôi, giúp giùm cho cô này ở đây Hiệp sĩ Bình Hải làm miễn phí. Bà con bất luận chia sẻ giùm, có điện thoại Hiệp sĩ Bình Hải 0913785858. Chị ơi, cho em hỏi thăm chị họ tên gì? Dạ em Phạm Thị Hạnh. Chị nói lớn lên nghe. Dạ em Phạm Thị Hạnh ạ. Sinh năm mấy? Sinh năm 1985 ạ. Quê chị đâu? Em ở Nghệ An. Hè, tức là ở Nghệ An đi vào đây hay là tại hàng gì tạm trú Bình Chuẩn? À, tạm trú ở Bình Chuẩn ạ. 67-34 khu phố Bình Phước B, Bình Chuẩn. Rồi chị đến như đây nhờ Hiệp sĩ Bình Hải là chuyện gì, chị nói cho rõ. Dạ em đến đây là nhờ Hiệp sĩ Thanh Hạnh là tìm giúp con gái em. Tại vì nó có một người bạn ở trên nó chat ở trên Lemo á, và nó dụ dỗ con em là bỏ nhà đi theo nó. Và chiều hôm qua thì 1 giờ, từ lúc 1 giờ cho đến 3 giờ chiều là trong cái tầm đó là con em nó đi, và em biết Ơi chắc chắn. nè, em hỏi chị nè. Giờ á, chị hỏi nó là họ tên con chị là tên gì, quê quán Nguyễn ở đâu. Chị hỏi cho rõ ràng ra cho bà con này nghe. Rồi chị con nói. gái của em tên là Nguyễn Phạm Thu Hiền, Sinh ngày mấy tháng sinh mấy? ngày 23 tháng 6 năm 2009. Rồi con chị bỏ đi ngày nào? Con em bỏ đi vào ngày ngày hôm qua là ngày 31. Ngày 31. Rồi cái lúc mà con chị bỏ đi có đem vô những cái tài sản gì? Con em bỏ đi nó không mang một cái gì hết. Nó chỉ mặc một bộ đồ trên người, không áo khoác, không mang gì luôn. Lý do sao mà con chị đi, chị chia sẻ cho bà con nghe. Lý do là con em đi là nó theo cái sự dụ dỗ của cái một người bạn ở trên mạng ấy, nó chat ở trên Lemo á, và cái người đó đã em đã từng nói chuyện với nó rồi, và em đã nói là con em chưa đến tuổi vị thành niên, và nếu mà dụ dỗ con cô đi như vậy á, thì là sẽ dính đến pháp luật. Nhưng mà nó vẫn cứ dụ dỗ con em đi, nó bảo là cứ bỏ nhà trốn đi, không cần cầm cái gì hết. Sao chị biết là nó dụ dỗ con chị nó kêu bỏ trốn? Tại em đã có bắt con bé gọi điện cho thằng đấy, và em đã lấy số điện thoại và em cũng gọi cho thằng đấy rồi. Rồi nó trả lời sao? Nói cho bà con lại nghe coi. Nó trả lời, nó chỉ nói là dạ thôi, nhưng mà đến khi nó nói chuyện với con em, nó chắc là trên đấy em có đọc được là mẹ em không cho anh quen em đâu, nhưng mà em cứ bỏ trốn theo anh đi, không cần cầm theo cái gì hết. Rồi cái tin nhắn đó nhắn bao lâu rồi chị? Cái tin nhắn đó thì nhắn sau Tết, hình như ngày mùng 3, mùng 4 gì đấy. Nhưng mà giờ nó xóa hết rồi, chỉ còn một vài tin thôi, nhưng mà có những cái thông tin của thằng đấy ở trên cái Lemo vẫn đang còn. Mà chính xác là con chị là đi theo cái đó, cái thanh niên đó đúng không? Thanh niên Chính lạ đó. xác, dạ. Em chắc chắn chính xác, bởi vì là em có nhờ mấy người, có thầy giáo của con bé, thầy giáo dạy giáo lý ấy, là có nói chuyện với bé, và bé nói là bé lấy cái Zalo của cái thằng đấy để nhắn tin cho người thầy đấy, thì em chắc chắn là nó đi theo cái người đó. Người đó tên Minh, ở thì theo cái chat của nó, cái nick của nó thì là nó ở ở Cao Lãnh, và bây giờ là thấy hiện lên cái vị trí của nó là đang ở Hóc Môn, thì em nghĩ là hai đứa nó đang ở Hóc Môn, nó dụ con em đi xuống đó. Con của chị á, là hồi xưa giờ có quen ai y vậy không, vấn đề gì không? Dạ không, con em từ trước tới giờ là nó ở nhà, và em có gửi ở trong trong mái ấm tình mẹ ấy, là trong trong sơ ấy, để cho nó học giáo lý và nó ở trong đó để nó an toàn. Bởi vì nó nói chung là mọi thứ thì nó bình thường, nhưng mà con gái ở nhà một mình, em đi làm, chồng em cũng đi làm, nên là ở nhà một mình em cũng lo, nên em mới gửi vào đấy. Nó không có đi học phổ thông nữa, em cho đi học giáo lý thôi. Và Tết vừa rồi thì nó bị gãy chân, cho nên em đưa nó về. Thì về thì không có tivi, không có gì cả, thì em cho nó chơi cái điện thoại và nó chat ở trên Lemo như vậy, thì em bắt nó xóa rồi. Nhưng mà nó vẫn nghe lời nó xóa, nhưng mà nó lại tải về lúc nào không biết, mà nó nói chuyện lúc nào cũng hay. Và nó lấy số điện thoại, như lần trước em bắt nó lấy số điện thoại thì là nó lấy, và nó giấu số điện thoại đấy. Đến chiều hôm qua thì là nó gọi điện cho thằng kia là nó đi. Nói chung ra là bé thì hàng thường xuyên lên mạng xã hội để tìm người yêu đồ ha. Không, chỉ mấy ngày Tết thôi, tại em đưa nó về từ lúc gãy chân thì chỉ có mấy ngày thôi, nó chỉ vào được trên mạng đấy thôi, còn ở trong sơ thì nó không được dùng điện thoại. Nói chung với chị á, là anh em ở đây tiếp nhận rất là nhiều trường hợp, rất là nhiều trường hợp giống như con chị lên mạng nhận quen qua mạng, những thanh niên qua mạng xong rồi nó dụ đi,
đi xong rồi nó đưa vô những cái hang ổ, không dạ, hang em ổ cũng rồi lo nó cho ở bạn. chung hai mấy bốn năm đứa, năm sáu đứa vậy á, chơi cho vui, xong bắt đầu nó đưa từ đứa đi môi giới á, nó đưa vô những quán karaoke môi giới gì đó là mỗi đứa này 4-5 triệu gì đó, đưa vô quán massage đó, 5-10 triệu vô trong đó là bắt đầu là nó đã hiếu nợ rồi, mà cái giấy hiếu nợ rồi bắt đầu làm là trả từ từ. Đó, khi mà làm trả từ từ xong rồi á, không làm nó ép nó, mà nó ép thì sợ ba mẹ, có nhiều đứa nó nhớ số ba mẹ liên lạc được thì còn hên xui, còn mà đứa không nhớ thì bắt buộc phải ở đó làm, mà làm khi mà làm quen rồi, mà quen rồi đã được nợ rồi còn tiền nhiều nữa, hỏi người vô bỏ 500 mà 500 triệu mà có tiền nhiều, bắt đầu ở đó làm phục vụ đó, mà bắt đầu là từ đó là bắt đầu cái nguồn nó từ hư luôn. Có nhiều đứa vô đó là tụ tập mấy đứa hư nữa, mấy đứa tự sinh vô nó hư rồi tự sinh vô, thì cái từ cái nguồn đó là bắt đầu nó dính tới những cái chất kích thích đó, rồi bắt đầu là cắn nợ vô nó, là chủ nó đưa qua đưa đi đi cho Campuchia đó, nó thì chị biết luôn không, cho nên là mình có con cái mình phải chú ý cái này nhiều hơn đó. Bây giờ con của chị thì chưa biết là nó ở phòng trọ chung bạn trai hay là bị bạn trai dụ đưa đi đâu làm gì đó, thì anh em sẽ giúp chị đăng cái thông tin này lên, một con chị thấy thì sẽ liên hệ với anh em gia đình để về, hai nữa thì những thanh niên nào giữ thì nó thấy nó thả về bình thường, nhiều ca lắm, nhiều ca cũng thả về, nó đi nhâm nhâm về đến quốc xe ôm về thẳng vậy luôn, xe ôm chở về đây đi nhà lên, nói chung mà anh em giúp đăng rất là nhiều, giúp miễn phí không có tiền bạc gì hết á. Thì giờ đây á, chị có cái vấn đề gì nữa hay là muốn nhắn gửi tới con của chị thì chị cứ nói rõ ràng ở đây, nhắn gửi tới con chị, nhìn vô đây nói chuyện với con chị, nói cho rõ ràng ra, anh em phải đăng tải lên. Dạ, em muốn nhắn gửi cho con là bây giờ con cứ về đi, con mọi lỗi lầm của con là mẹ sẽ bỏ qua hết, và con có như thế nào vẫn là con của mẹ, thì về mẹ sẽ yêu thương chứ mẹ không có ghét bỏ gì con hết. Và con không muốn vào ở trong mái ấm nữa thì mẹ sẽ không đưa con vào đó nữa, con sẽ ở nhà với mẹ. Và cứ yên tâm là con cứ về nhà đi, đừng có sợ gì cả, bố mẹ sẽ yêu thương con, nói chung đừng là... có lo lắng gì hết á. Nhưng mà ở bên ngoài là bây giờ chị lo con đi theo người đấy, mà người ta không có chuyện gì thì không sao, nhưng mà lỡ mà người ta bán hay là buôn bán nội tạng hay là đưa vào nhà chứa hay là như thế nào đấy thì thật sự mà nói là mẹ rất là lo. Và từ hôm qua giờ mẹ đi tìm cả đêm, cả bố cả mẹ đi tìm cả đêm luôn mà không thấy con đâu hết, mong là con biết được cái này mà về. Đó, bà con có đội chia sẻ giùm, bà con vẫn chia sẻ. Tôi sợ cái đối tượng này nó đem vô nó bán vô nhà cà phê ôm, massage ôm, thấy không, ví dụ nó bán đó, nên mọi người, bà con bác thấy bé này đâu, điện thoại cho hiệp sĩ Minh Hải 0913 7858 8858, bà con cứ bắt đầu chia sẻ giúp giùm mọi người là... ở đây hiệp sĩ Minh Hải đăng rồi còn đi tìm cho chị nữa ha. Đây là anh em giúp giùm hiệp sĩ Dương Đông, ha, hiệp sĩ Minh Hải Dương là để đi tìm cho chị ha. Chị làm ơn chị một lần nữa, chị nói cho con chị về, chị tha thứ mọi tội lỗi, chị nói rõ lớn lên. Nói chung là bây giờ con về là mẹ sẽ không trách mắng con một cái gì hết, mẹ sẽ yêu thương con và không có chuyện gì xảy ra cả. Con cứ yên tâm về, đừng có lo lắng, đừng sợ hãi gì, và sẽ ở nhà với mẹ, không phải đi đâu nữa hết. Mẹ nói chung chị... ra thì có nhiều câu chuyện thì chị cũng có coi ha. Anh em đưa những bé về, bé ngồi xuống bé chia sẻ là ra ngoài sống rất là khó sống. Nghe lời bạn bè, nó hồi mà đời mà nó ở riêng, ở với bạn bè mà hồi mà không còn gì ăn, quần áo không có mặc, bắt đầu nó liên hệ với ba mẹ. Lúc đó là muộn rồi, rất là muộn luôn. Hồi cuối cái clip này để đầu xin Hải sẽ tìm giúp chị ha. Bé nếu mà bé thấy mẹ mà đến đây khóc, gặp đầu xin Hải thì coi bé về đi ha. Để mẹ khóc bỏ công việc làm từ mấy bữa nay, không ăn ngủ thì đi tìm con khắp nơi. Hiện nay mẹ biết được hiệp sĩ Minh Hải, mẹ đến nhờ. Bé có gì liên lạc cho gia đình hoặc điện thoại cho hiệp sĩ Minh Hải 0913 7858 8858, hoặc nhắn Zalo cho chú Hải. Cảm ơn mọi người, hãy chia sẻ mạnh lên, hãy chia sẻ mạnh lên. Cảm ơn mọi người, cảm ơn. Rồi, chúc mọi người sức khỏe. Thì mọi người chia em sẻ cảm ơn hiệp sĩ.